Bình thường thì các bạn có thể thấy là một chiếc flycam mà anh em hay dùng hàng ngày ấy, nó chỉ loanh quanh to bằng lòng bàn tay, hơn lòng bàn tay một tí thôi. Còn riêng cái này là lát nữa tôi sẽ đứng lên đây cầm một cái máy quay, rồi bay lên trời quay. Đấy, nó xịn như thế. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với đồ chè nhà tôi. Rất là rộng lắm, và chuyến này tôi quyết tâm mang xe lên đây để quay, và để quay được những chiếc xe, những cái thước phim mà có những chiếc xe ở đây thì chúng tôi sử dụng một cái thiết bị rất là đặc biệt. Ta-da, nó đây. Hôm nay tôi đã phải đầu tư 2.9 tỷ để mua cái flycam này. Đây là một cái flycam khổng lồ. Bình thường thì các bạn có thể thấy là một chiếc flycam mà anh em hay dùng hàng ngày ấy, nó chỉ loanh quanh to bằng lòng bàn tay, hơn lòng bàn tay một tí thôi. Còn riêng cái này là lát nữa tôi sẽ đứng lên đây cầm một cái máy quay, rồi bay lên trời quay. Đấy, nó xịn như thế. Đấy, riêng cái cục pin mà để lắp vào ấy, này, riêng cái cục pin này lắp vào thôi, nó đã có một cái sức nặng rất là lớn, đâu đó phải hơn chục cân. Và cục pin này thôi nó cũng phải bằng đôi con SH, sợ chưa? Đùa vậy thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc nó gọi là gì nhỉ? Máy bay phun xương, máy bay phun xương dành cho nông nghiệp. Đó, rất là hay. Nó to như thế này đây. Và giá thì không phải như vậy đâu. Cụ thể nó như thế nào thì bây giờ tôi lại phải mời chuyên gia đến, bởi vì mình không phải là chuyên môn về máy bay. Đó, nhưng mà tôi sẽ học về máy bay. Bây giờ thì sẽ mời chuyên gia đến để xem là chiếc máy bay này như thế nào. Rồi, xin chào Huy. Huy vâng, có thể giới thiệu cho mình và khán giả được biết là cái máy bay này đầu tiên là máy bay gì, hãng gì, như thế nào được không? Vâng ạ. Xin giới thiệu với các anh, đây là một chiếc máy bay DJI thế hệ mới nhất, và nó là chiếc máy bay hiện đại nhất thế giới hiện nay của hãng DJI. DJI là nó đấy, cùng với cả cái hãng mà chúng tôi vẫn sử dụng flycam để quay những cái thước hình bay trên cao đấy. Nhưng mà tại sao nó lại có cái kích thước to như thế này? Vâng ạ. Thưa anh, đây là một trong những con máy bay nông nghiệp nó có dung tích lớn nhất của DJI hiện nay. Dung tích là dung tích cái bình phun kia đúng không? Bao nhiêu lít, tính lít hay tính cân? Tính lít anh ạ. Bình phun của chiếc DJI T30 này nó là 30 lít. T30 có nghĩa là khoảng 30 lít, 30 lít là 30 cân rồi đúng không? Thế mà lúc nãy mình xách cái cục pin này cũng phải cỡ khoảng loanh quanh 10 cân. Thế tổng cộng chỗ này tất khi mà bay lên trời là bao nhiêu cân? Dạ. Tổng cộng máy nguyên thân máy là 26 cân nguyên thân máy đó ạ. Nguyên thân máy. Và cục pin này chỉ rơi vào 5 cân đó. 5 cân thôi ạ? Vâng. Thế dạo này mình yếu hay sao mà xách 5 cân lại tuyên bố 10 cân thế này hỏng hết. Vì nó sẽ nhỏ gọn để phù hợp cho các anh em phi công thuận tiện di chuyển đi phun. Thế thì mỗi một lần bay như thế này thì bay được khoảng bao nhiêu lâu cho một cục pin và bao nhiêu xa? Vâng, với trọng tải, không trọng tải thì sẽ bay được khoảng 18 phút. Đủ trọng tải chứ, mình tính là nhưng mình bay đủ trọng tải có 30 cân nước chứ. Sẽ phun 8 phút ạ. 8 phút à? Và tầm bay là 3 km. Tốc độ bay tối đa là bao xa? Khoảng cách tốc độ ấy. Nhanh độ ạ? Tốc độ nhanh cho chậm phù hợp vào 10m/giây ạ. Thế là thực ra nó cũng không cần bay nhanh đâu, vì nó phun mà đúng không? Đúng ạ. Thế lúc nãy là mình có nói trêu khán giả là giá nó hơi đắt, thì chính xác là giá con này là bao nhiêu? Có thể bật mí được không? Vâng ạ. Chính xác bây giờ giá này bên công ty đang niêm yết là 290 triệu. 290 triệu bao gồm những cái gì nào? Mình thấy có cả cái máy phát điện ở đây này. Xin giới thiệu anh, đây là con máy phát điện của DJI mới nhất, để trong này nó có tích hợp cả các bộ pin máy bay T30. Rồi, vậy là 290 triệu là bao gồm máy bay này. Máy bay và trạm sạc ạ. Trạm sạc này, mấy pin? Và 3 pin ạ. 3 viên pin luôn. Wow. Thế có bao gồm phi công không? Phi công đẹp trai này bao tiền? Chắc đắt lắm anh ạ. Ok, 3 triệu. Rồi, thế thì hỏi tiếp là cái này nó như nào nhỉ? Vận chuyển các thứ thì như thế nào? Nhìn nó cồng kềnh như thế này. Vâng anh, khi dỡ ra là nó như vậy, khi mình gập gọn vào nó rất nhỏ gọn ạ. Cái cánh tay này nó có thể gập gọn vào giống như những cái máy flycam bình thường đúng không? Đúng ạ. Có thể gập lại để gọn nhất để cho di chuyển. Nhưng mà như này nhá, bình thường mà bay 8 phút mà cả cái đồi chè nhà mình bây giờ nó như thế này. 8 phút 3 viên là 24 phút. Vâng. Mà theo như mình cái sạc pin flycam thông thường của mình ấy sạc rất lâu. Vâng ạ. Thế còn cái này sạc bao lâu, những to đùng như thế này cơ mà? Cục pin của T30 này sạc với cái máy nổ này là 7200W.
Vâng, với thời gian sạc pin là trong vòng 8 phút ạ. 8 phút là đầy? Vâng ạ. Uầy, bay bao nhiêu là sạc bấy nhiêu và bay được luôn à? Vâng ạ, bay được luôn ạ. Ây da, để xem nào. Ui dồi ôi, các bà có biết là nó như công suất nó như nào không? 29.000 mAh, 1.002 Wh à, đúng không? Đúng đây, ở đây này, đây ghi 29.000 mAh đây này. Thế là nó tương đương bao nhiêu nhỉ? iPhone hình như là có 2.000 à? 2.000 hay 2.500 thì đây là 29.000, nó gấp khoảng tầm hơn 10 lần nhỉ? Bảo sao? Bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Tôi hơi kém về con số nên các bạn tính hộ mình nhá. Rồi bây giờ chúng mình sẽ thế nào tiếp nhỉ? Thế còn cái quy trình bảo trì bảo dưỡng có khó không? Như thế này là mình bán thẳng cho người nông dân à? Không ạ, bên công ty có chính sách bảo hành ạ. Vâng, là 1.000 lần sạc pin ạ. Ý mình là khi mà cái này là mình bán cho người nông dân sử dụng đúng không? Thì khi mà người nông dân thì người ta cũng phải tự học bay à? Bên công ty sẽ hỗ trợ đào tạo. Để đào tạo. Vâng. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Dạ. Ví dụ như đang bay mà rụng thì sao? Cái vấn đề đấy là 290 triệu cơ mà. Vâng. Thì trên cái chiếc DJI T30 này được trang bị một cái radar. Nói chung là nó sẽ cảm biến toàn thân con máy bay. Vâng, đây anh. Đâu, radar đâu? Ok, vâng. 360 luôn. 360 và nó trang bị hệ thống cam FPV kép. Đây, có thể nhìn trước và sau. Đây, mình nhìn thấy trước sau đây. Để mình có thể quan sát được các vật cản khi đang vận hành. Một ngày bay 9 ngày để xem nào, 8 tiếng, có bao giờ bay 8 tiếng không? Dạ, có khi còn thậm chí còn hơn ạ. Thì được khoảng bao nhiêu hecta, tính là khoảng bao nhiêu hecta? Thường là tính, nếu mà bay công suất tối đa của nó, một máy này, công suất tối đa trung bình của nó là 100 Hh trên một ngày ạ. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ nó có thể bay 16 Hh. Nhiều thế cơ à? Vâng. Thế thì cái khi mà bay ấy, mình nhớ là những cái máy bay ngày xưa nhỏ nhỏ là nó có cái định vị, rồi nó có phần mềm quét bản đồ, nghĩa là nó đã phủ phần nào rồi là nó đánh dấu. Đúng không? Vâng, thì vâng. Nó tự động được đúng không? Nó là sẽ do mình lập trình và nó sẽ tự động hoàn toàn làm theo cái mình lập trình. Và nó sẽ ghi nhớ cái điểm nào nó hết thuốc, nó sẽ quay trở lại. Đúng cái điểm đấy? Đúng điểm đấy. Hấp dẫn nhỉ? Còn điều gì đặc biệt với chiếc máy bay này nữa không? Có thể giới thiệu cho mình và khán giả mình biết không? Công nghệ sử dụng những cái gì? Con này là con được tối ưu hóa nhất trong các tất cả các thế hệ của máy bay DJI từ MG1P đến T16 và T20. Rồi. Thế còn chính sách đặc biệt của công ty, chính sách bán hàng hay là chính sách cho thuê, có cho thuê không? Đã, có cho thuê ạ. Như nào nói ví dụ bên, bây giờ mình chưa đủ tiền mua mình thuê. Vâng, bên công ty có sẽ hỗ trợ các bà con nông dân. Sau một thời gian sẽ thu hồi vốn lại. Bây giờ có thể bay demo cho mình xem phát xem nào. Được không? Ok anh. Ok nhá. Vâng. Thử phát demo xem nó ra như nào. Lát nữa mình thử bám vào xem có bay, có kéo được người lên không. Anh cái... người lên có thể nhấc được lên đấy. Cân nặng tối đa là nhấc lên được khoảng bao nhiêu nhỉ? Ví dụ như cái bình này là 30 cân rồi này, đúng không? Vâng, trong cái máy này có thể cả giải sạc, giải xạ lúa và có thể quải phân. Xạ lúa luôn được. Vâng, có thể thay một cái bình khác vào, có thể quải phân được luôn ạ. Và như các phi công năng thử là có thể lên một bao phân có thể 50 cân. Có thể. Ok. Rồi, bây giờ mình thử đi. Thử bay phát đi, xong lát nữa cho mình là phi công thử phát nhỉ. Ok. Thế cái này bay ở khắp nơi cũng được đúng không? Bất kể cây nào, ngô, gạo, chè, các thứ lúa đúng không? Đúng rồi anh ạ. Chiếc máy bay T30 này có thể bay được tất cả các loại cây công nghiệp. Cây lúa, cây chè, cây ngô. Nói chung là tất cả các loại cây trên công nghiệp. Rồi hôm nay là hợp lý đấy nhờ. Thế ví dụ như trời mà mưa thì nó có ảnh hưởng gì không? Khi trời mưa thì máy bay này nó sẽ chống nước hoàn toàn và không ảnh hưởng gì. Có thể làm trong điều kiện thời tiết là có thể mưa để quái phân. Còn khi mưa thì chúng ta cũng không sẽ phun thuốc. Kiểu đang bay vào mưa ấy. Đang bay mưa vẫn phun được ạ. Vẫn phun được à?
Thế đang may mà chẳng may gió mạnh bão thì nó có chịu được không? À, chịu được bao nhiêu? Thưa anh là chiếc máy bay này nó có các quạt để nó ép khí xuống để nó tạo tán để nó đẩy khí nước xuống. Nếu sét đánh vào thì không biết. Sét đánh thì chắc không sao anh ạ. Không sao ạ. Thế xui nhỉ. Người đánh còn chết nữa là máy bay đúng không? Nó sét đánh thì là xui rồi. À, hợp lý đấy. Thế mấy viên pin thì bay hết được 30 lít? Dạ, một viên pin có thể bay được 40 lít ạ. Một viên pin bay hết 40 lít luôn? Vâng ạ. Ủa thế phun nhanh nhỉ? Vâng. Vèo cái phát xong luôn à? Vâng ạ. Ờ, nhanh nhờ. Với chè này một viên pin có phải có thể bay 2H được ạ. 2HA. 2HA. Vâng. Thế bình thường một phi công học lái cái máy bay này mất bao lâu? Dạ, thao tác của cái máy bay này rất đơn giản, nó giống như các cái Flycam thông thường, nhưng nó sẽ có phần mềm Việt hóa nên mình có thể dễ dàng học hơn. Ok. Thế ví dụ như là chỉnh độ cao nhá, ví dụ như là lúa thì là bằng phẳng. Vâng. Thế đồi chè như thế này thì nó nhấp nhô cao thấp thì mình cũng chỉnh tay ở đây luôn đúng không? Hay là quét? Nó sẽ tự động, tự động nâng cái radar. À, tự nâng lên được à? Vâng. Cái radar nó có cảm biến và nó sẽ tự nâng theo địa hình. Hợp lý nhỉ? Ôi này các bạn ơi, cái điều khiển này còn có cả quạt tản nhiệt này. Nghe thấy tiếng này, hay nhờ. Cái này có chống được nước không? Ví dụ đang bay mà mưa thì sao? Dạ, cái này thì không chống được nước anh ạ. Ừ. Chỉ có chiếc máy bay có thể chống được nước ạ. Ok, rồi bay đi.